Nhẹ thôi. Từ giờ cứ ra đây tao phục vụ cho. Đừng có cúi đầu chổng mông nhiều. Bị còng đấy. Nhìn các cụ ngày xưa chưa? Tao tưởng các cụ ngày xưa còng lưng là do đi cấy chứ. Thì cứ khom lưng cúi gối là còng hết. Cãi. Chính ra nhà chồng mày không đến nỗi nhỉ. Tao tưởng biết chuyện như thế mà vẫn đối xử tệ bạc với mày là tao không để yên đâu. Mấy hôm trước tao cứ ấm ức vì mọi người đối xử với tao chả ra gì cả. Mình thì tận tâm phục vụ cả nhà mà có ai đoái hoài gì đâu, chứ đừng nói đến cái việc là ghi nhận. Nhưng mà bây giờ thì mọi người đối xử tốt với tao lắm. Tao lại nghĩ mình đã nghĩ sai cho mọi người rồi. Thế nếu như mày không bị bệnh thì mày có được đối xử như thế không? Mày chịu khổ nó quen rồi, nên là người khác đối tốt với mày một tí là mày sướng rơn lên. Tao hỏi mày nhá, không bị chẩn đoán là ung thư thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ông Đạt sẽ không dậy sớm hầm gà tần cho mày. Em chồng sẽ không lau nhà giúp mày. Em dâu không vắt nước cam cho mày. Và bố chồng mày không bao giờ mua mít cho mày ăn đâu. Và cái sứ mệnh của mày phục dịch cái gia đình đấy cho đến hết đời, hết phim. Làm gì đến mức đấy? Không phải dối lòng, mày cũng thừa nhận ra cái điều đấy còn gì. Còn phải giấu tao à? Theo tao ấy, mày cứ nên tranh thủ cái lúc mọi người phục vụ mày mà nghỉ ngơi và tận hưởng đi. Mày bị điên à? Làm thế thì khác gì là tao lợi dụng lòng tốt của mọi người. Tao không làm được đâu. Thế bọn họ lợi dụng mày thì được à? Đấy là tao tự nguyện. Làm việc giúp mọi người trong gia đình thì có việc gì mà phải so đo tính toán. Mà nhỡ tao không bị bệnh thật thì làm sao? Mày có bị ngu không đấy? Tao không nói đến cái chuyện là có bị bệnh hay không. Kể cả mày khỏe mạnh bình thường thì mày cũng cần được nghỉ ngơi và có quyền tận hưởng những gì mà mày muốn. Đứng lên đi vào tao xả nước cho. Không nhiễm lạnh ốm bây giờ. Cũng sắp khai trương rồi nhỉ. Mày có tờ rơi không? Đưa để tao về trung tâm trị liệu tao phát cho. Ở bên đấy toàn khách có nhiều tiền, người ta chịu chi cho dịch vụ lắm. Biết thế là tốt đấy. Mày phải mang về bắt ông Đạt đến giải khắp cơ quan cho tao. Sao anh lại ở đây? Em đi đâu thế? Anh có điện mãi cho em mà không được. Trong người có thấy đau ở đâu không? Sao không xin nghỉ mấy hôm? Em thấy cũng khỏe hơn rồi. Mà hôm nay cũng có lịch hẹn từ trước với khách. Làm xong rồi em về. Nhưng mà anh không yên tâm. Anh lo.